4 sai lầm thường gặp khiến anh chị đầu tư bất động sản thua lỗ. Sai lầm thứ nhất đó là anh chị đầu tư, anh chị mua đất theo cảm xúc. Thì khi anh chị mua như vậy thì anh chị thấy miếng đất nào đẹp, miếng đất nào rẻ là anh chị nhảy vào mua. Mà trong khi đó anh chị không biết yếu tố nào làm cho giá bất động sản, giá đất nó tăng. Thì khi mà anh chị mua theo cảm xúc như vậy thì khác nào anh chị đang chơi một trò chơi may rủi. Thứ hai đó là anh chị dồn hết toàn bộ tài chính của mình vào một bất động sản, mà trong khi đó anh chị không biết cách để test quy hoạch, không biết cách kiểm tra lịch sử của đất. Chẳng may cái lô đất đó nó bị dính vào quy hoạch, chẳng may bị dính tranh chấp hay là bị trồng danh, thì anh chị sẽ bị chôn vốn và thậm chí là mất trắng. Và để xử lý được những cái vấn đề đấy, nó rất là mất thời gian, công sức và tiền bạc của anh chị mà chưa chắc anh chị đã xử lý được. Thứ ba, đó là anh chị đầu tư ăn theo sốt nóng. Một số anh chị nhà đầu tư thấy khu A, khu B, khu C chẳng hạn sốt là anh chị nhảy vào, anh chị đầu tư, anh chị chạy theo đám đông. Nó gọi là hiệu ứng FOMO. Thì khi mà anh chị chạy theo đám đông như vậy, khi mà anh chị mua vào, chẳng may dính vào cái thời điểm giá đất đã đủ đỉnh, tăng gấp 3, gấp 5 lần, thì anh chị mua vào thì sao ạ? Anh chị bán ra không có ai mua, bởi vì giá đất nó đã tăng từ 3 tới 5 lần rồi, đúng không? Anh chị giữ lại thì anh chị sẽ bị chôn vốn rất là lâu. Thậm chí anh chị chôn vốn từ 3 tới 5 năm sau anh chị mới bán được, mà lợi nhuận nó không được bao nhiêu. Và thứ tư, đó là anh chị vay quá 50% cái giá trị của bất động sản anh chị mua, trong khi cái dòng tiền, cái nguồn thu nhập để anh chị trả ngân hàng anh chị không ổn định, rất là bấp bênh. Thì điều đó nó tạo ra một áp lực rất là lớn cho anh chị khi mà anh chị vay ngân hàng như vậy. Và trong khi mà cái thời điểm mà anh chị trả cái tiền ngân hàng thì anh chị cũng không có khai thác được dòng tiền cho thuê từ bất động sản, bởi vì bất động sản mà anh chị mua nó không phải là bất động sản đẹp, không có khai thác dòng tiền được liền. Trên đây là Trung chia sẻ 4 cái sai lầm chính làm cho anh chị đi đầu tư bất động sản anh chị bị thua lỗ. Trung cũng mong là với video vừa rồi, với chia sẻ vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho những anh chị nhà đầu tư mới mình có thêm những thông tin để mình tham khảo và mình đưa ra cho anh chị những lựa chọn đầu tư được tốt nhất. Và anh chị nào hiện tại mình đang có tài chính từ 300 đến 500 triệu thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Trung. Trung có để phía dưới thì Trung sẽ tư vấn và phân bổ tài chính cho anh chị để mình đầu tư. Còn những anh chị nào mà mình có hướng đầu tư an toàn, lợi nhuận bền vững, mình muốn có một cái tài sản tích lũy về sau, thì anh chị hãy nhắn tin qua Zalo cho Trung.